chào các bạn, mình là Jenny đây và hôm nay mình sẽ đi ăn vặt trước cổng trường. Hôm nay là mùng 1 Tết nên chúc các bạn có một năm mới rất là vui vẻ. Ok, vào thôi nào. Ba giờ rồi và mình đã tan học. Thì bây giờ mình đang cảm thấy rất là đói nên mình sẽ đi ăn vặt thôi nào. Và những cái chỗ mình ăn là ngay đối diện trường luôn. Đi đâu ha? Bây giờ tụi mình đang đi bộ qua cái chỗ này gọi là K-Market, là một cái siêu thị Hàn Quốc. Sẽ có rất nhiều đồ ăn luôn. A few moments later. Tới rồi nè, tụi mình sẽ đi vào. Quầy đầu tiên thì là quầy mì. Và bây giờ tụi mình đang tìm cái loại mì tụi mình muốn ăn. Mì phô mai kìa. Nhưng cái này cay dữ dội luôn đó. Nó chứ. Mì tương đen nữa. Và tụi mình sẽ mua hai cái này. Quá trời loại luôn. Còn có cái bánh gạo mà cái con gà này nữa. Cái này thì mình nghĩ là mình sẽ không ăn là vì ở ngoài kia có tteokbokki rồi. Và đây là quầy tteokbokki. Và một phần lớn thì là 50.000. Nhìn cái ngon thế. Hôm nay mình cảm thấy rất là tốt bụng nên mình sẽ bao các bạn. Wow. Và cái này tổng cộng thì là khoảng 200.000. 170.000. Có rồi nè. Còn tạo kiểu nữa. Vì chỗ kia không có chỗ ngồi nên tụi mình sẽ vào khôi để ngồi ăn. Và mình cũng mua nước nữa. Trong lúc mình đang ở trong khôi thì các bạn kia đã quay lại chỗ K-Market này để làm mì. Vì ở đây có nước nóng. Trời ơi, hồi nãy quên làm, bây giờ lại quay lại. Oh my god, my hand. Trời ơi, quay thế này ai coi được. What? No, oh my god. Thấy ông quay vậy ta mới coi được, quay cái kiểu hồi nãy là không ai coi được hết. Cuối cùng cũng mở ra được rồi. Cái gì mà khó mở thế? Và ở trong đây thì là có cái gói tương đen và có cái gói dầu. Ta mở nửa chừng thôi mà tự nhiên giật nguyên phát ra nguyên cái luôn. Lát nữa làm sao mà lọc nước ra được. Úi dùi ui. Nước nóng đâu rồi? Đây nè. Mong là cái này nóng nổi để nấu mì. Đã tai quá. Ổn rồi đó. Bây giờ lên đường thôi nào. Úp, mì đã tới rồi nè. Và trà mình cũng xong rồi. Mình thì gọi lục trà mật ong. Vì nếu mình uống sữa thì mình sẽ bị lỗi nặng. Đây là khúc làm mì nè, mình đã lọc hết nước ra rồi. Và bây giờ thì sẽ cho vào cái bịch đen đen nâu nâu này. Nhìn hơi giống đất á. Và bây giờ mình sẽ trộn nó cùng với nhau. Và bạn mình thì mua trà sữa trân châu. Trộn sắp xong rồi đó. Nhìn ngon không kìa. Mình nhìn qua cái màn hình mà mình muốn thèm luôn á. Và đừng quên cho cái gói dầu vào nữa. Trộn thế mà còn mạnh bạo nữa. Xong rồi kìa, nhìn ngon không? Wow, thèm quá đi. No, it's gonna fall off. Tự nhiên mình lại làm rơi cái ống hút của mình nên mình phải đi lấy cái mới. Ok, được rồi. Trước nhất thì tụi mình phải thử cái nước. Mọi người đều mua trà sữa trong khi mình mua trà. Mình cảm thấy cô đơn quá. Oh no, bị đổ rồi. Ngon quá à. Và bây giờ tụi mình đang chụp hình cho cái thumbnail. Wow, sến không? Vậy đủ rồi. Cuối cùng thì bây giờ tụi mình sẽ ăn. Nãy giờ chờ lâu quá trời luôn. Các bạn nhìn bạn của mình nè. Tự nhiên cái bao snack mình mở hoài không ra. Vẫn chưa bỏ cuộc hả? Bây giờ mình sẽ ăn nó vào miệng của mình. Ngon quá đi thôi. Và mình ăn thì mình share với bạn. Món gì đây? Đây là món snack khoai tây mật ong. Và cái này thì là nachos. Mình thấy là những cái snack này ở siêu thị Hàn Quốc rất là ngon luôn. Ngon quá. Và món này thì là món tteokbokki. Trời ơi, bây giờ thì mình chỉ đang ăn thôi. Và cũng có món chả cá nữa. Nhưng mình sẽ không ăn là vì mình cũng không thích lắm nữa. Nên mình sẽ tiếp tục ăn mì. Các bạn nhớ cái video mình làm cái này không? Chị đi đâu thế? Bây giờ mình sẽ ăn cái snack này gọi là snack nacho. Nhìn vàng không kìa. Chị ăn thôi mà làm gì hoành tráng vậy? Nhìn cái gì thế? Wow. Các bạn thấy mình ăn mà nhìn yêu cuộc đời không? Om nom nom. Lại chỉ cái tay nữa. Trời ơi, làm gì thế? Phải gọi như là mình chưa uống miếng nào luôn. Còn nguyên si. Các bạn nhìn thấy cái ly nhìn ngố không? Có hình con người tuyết nữa. Sắp Tết rồi mà bây giờ còn Noel nữa hả? Trong nguyên đám này là bạn đó ăn nhiều nhất đó. Còn tạo kiểu nữa. Nắng quá. Suýt nữa là ăn tóc luôn rồi.
Wow, ăn xong rồi kìa. Vết sạch sẽ. Ăn một phát mà hai cái luôn. Mặt trời nó đã vàng lên rồi. Whoop, hết vàng rồi. Và đây là thành quả ăn quá sạch sẽ đẹp đẽ. Và tụi mình cũng đã chụp hình cho Instagram. Đây là hình nè. Ok. Cái gì thế? Chú cá viên đã tới rồi thì mình nên đi ra ngoài mua cá viên. Whoop, coi chừng đụng cây á. Và ở đây còn 3 mấy mì thịt nữa. Wow, nhiều lựa chọn thế. Tổng cộng thì là 12.000. Trời ơi, lại hồng đậu nữa. Mình đang khoe cái 12.000 của mình nè. Và tại đây thì ông chàng cá viên đang làm cái cá viên. Thì bây giờ ông nó đang cho dầu vào cái tô và đang chiên cái cá viên. Quá hấp dẫn. Còn thò đầu vào nữa. Sắp xong rồi nè. Và cái này cũng kèm theo với tương đen và tương ớt. Quá ổn. Có rồi nè, và bây giờ mình sẽ trả tiền. Lên đường thôi nào. Đẹp quá các bạn ơi, mình muốn chảy nước mắt luôn rồi. Trời ơi. Và bây giờ tụi mình sẽ ăn. Tốt thế. Mình có một người bạn thật là tốt. Mình đã mới chấm cái tương đen và bây giờ mình sẽ ăn. Ăn đi cho rồi. Si-bum. Mình khoe cái bóp mình nè các bạn, nhìn sến không? Nó là My Little Pony. Những con ngựa phép thuật gì đó. Có gì trong đây? Và ở trong đây thì có, trời ơi, cái gì thế? Và có cái thẻ này nữa. Merry Christmas. Làm cái trò gì vậy? Bà bánh tráng trộn đã tới rồi nên mình sẽ ra ngoài mua bánh tráng trộn. Lần này mình né cái cây. Bây giờ thì là 4 giờ rưỡi nên trường bên cạnh đã tan học rồi. 12 giờ. Con ơi, chưa gửi tiền cô, con ơi. Người gì mà không có giáo dục gì hết. Quá thất bại. Jenny vô rồi. Và cái này thì là 15.000. Không nên làm vậy nữa nha Jenny. Quá nhục. Và mình cũng sẽ quay lại chỗ kia để ngồi ăn. Nhưng mình sẽ ngồi ở ngoài. What the heck. Bây giờ cũng là buổi chiều rồi nên trời đã bớt nắng. Nên mình sẽ ngồi ở ngoài đây. Và bình thường với nhân dụng mình mua thì là 20.000. Nhưng hôm nay chỉ có 12.000 thôi các bạn ơi. Bây giờ bạn kia lại nổi hứng không muốn lên hình. Úi dồi ôi. Thử thôi nào. Và có ngon không? Quá là ngon. Nó chua chua và cũng hơi cay cay chút xíu. Haha, bị lừa rồi. Ở trong đây thì có trứng cút, có bánh tráng, có cái hành và có cái gì nữa hả? Cái xoài. 5 giờ rồi và bây giờ mình phải đi về. Bye bye các bạn. Mình đã về tới rồi đó. Hello hello. Ok, mình đi thôi. Bye bye.